rằng duyên kết bạn tình ơi, tìm anh không ai tìm ra, quả nàng chúng bạn tìm ra nàng Quỳnh, tìm anh tây tận công đình. Duyên kết bạn tình ơi, em tìm về anh lại tìm đi, này ai anh này. Hát đúm là loại hình dân ca đối đáp phổ biến trong đời sống của người Việt ở khu vực châu thổ Bắc Bộ như Hải Phòng, Phú Thọ, Bắc Ninh. Từ xa xưa, nam nữ thanh niên thường dùng những câu hát đúm để làm quen, giao lưu hay bày tỏ tình cảm với nhau. Trong lao động sản xuất, trai gái cũng mượn đôi câu đối đáp, ví von để giúp vơi đi phần nào sự mệt nhọc của công việc đồng áng. Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tìm về những khúc hát đúm trên vùng đảo Hà Nam, nay thuộc thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, nơi từ lâu được xem là cái nôi của nghệ thuật hát đúm, dí dỏm, ý nhị. Hát đúm hay còn được gọi là hát nói, hát mở mặt là loại hình dân ca với những làn điệu đối đáp có tính truyền khẩu cao do nhiều người tham gia được thực hiện phổ biến trong những dịp hội hè đầu xuân. Đây là hình thức ca hát mang tính cộng đồng, cộng cảm, một hoạt động văn hóa đặc trưng của cư dân ven biển Bắc Bộ. Sinh ra và lớn lên tại vùng đảo Hà Nam, nay thuộc thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, với nghệ nhân ưu tú Phạm Thị Quyết, những câu hát đúm mượt mà, uyển chuyển đã thấm đượm quá khứ và cả tương lai, trở thành một phần không thể tách rời trong tâm hồn bà. Chính mẹ tôi truyền lại cho tôi, và cứ mỗi lần đi xem hội thì mẹ tôi dắt tôi đi. Thì tôi cảm thấy những cái câu hát này nó thấm đẫm cái tính nhân văn của cuộc sống đời thường của bà con nông dân, ngư dân của cuộc sống bên đảo Hà Nam chúng tôi. Thì tôi rất là đam mê và tôi quyết tâm để tôi gìn giữ và tôi sưu tầm lại và truyền lại cho con cháu sau này, để con cháu sẽ biết được thế nào là cái văn hóa văn nghệ dân gian của địa phương nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung. Rằng duyên kết bạn mình ơi, đầu năm xem hội tiến công, bước vào trong hội cất ngay tiếng chào, lòng tôi nay vẫn khát khao, mong sao đến hội tôi vào hát ca, tôi chào quý khách gần xa, tôi chào tất cả bạn xa bạn gần, tôi nay là khách chơi xuân, nghe tiếng đồn gần và tiếng đồn xa, cứ lên ngày hội quê nhà, trai tài gái sắc về hòa hội chung, hội làng vui nhất nước rồng, 80 thượng thọ rước trong hội này, hội làng vui khắp đó đây, chơi đu hát đúm cả nay đánh cờ, bao đôi trai gái mộng mơ cầm tay hát đúm hội làng tiến công, hát cho nên vợ nên chồng, hát cho tình bạn tấm đồng tương giao, hát cho xung đẩy phong trào, hát cho khao khát biết bao lòng người, bây giờ chàng mới gặp tôi xin hết ngại nên đôi vợ chồng duyên kết bạn mình ơi.
Theo dòng hoài niệm của nghệ nhân ưu tú Phạm Thị Quyết, ngược về nhiều thập kỷ trước, thế hệ bà đến với điệu hát đúm quê hương hoàn toàn do cách thức truyền khẩu. Người biết trước, dạy người biết sau. Thứ tình yêu với khúc dân ca cứ từ trái tim, chạm từ trái tim một cách hồn nhiên như thế. Đã bàn thăm thẳm bên ngoài, bên kia các bạc bên này rằng thông miếu Đức Ông là nơi cửa suốt. Dằm mồng một chữ khách kinh dâng, vạn hoa chốn nấy cát lừng. Nhưng đến hôm nay, với sự giúp đỡ nhiệt tình từ các đơn vị quản lý và bà con Quảng Yên, bà Quyết đã có thể tập hợp, biên soạn nên nhiều giáo trình, tài liệu bài bản, khoa học, giúp những nghiêm luật, thủ pháp, nội dung ca từ của hát đúm đến được với người dân trong và ngoài huyện theo cách dễ dàng hơn. Hát đúm riêng Hà Nam thì nó sẽ khác hơn tất cả các nơi, vì là chúng tôi là hát giọng thổ, còn các nơi thì là hát giọng kim. Tôi sẽ hát một hai câu cái giọng kim để khán giả sẽ biết là giọng thế nào là giọng kim và thế nào là giọng thổ. Giang duyên kết bạn mình ơi, hồi xuân này rồng mây hạnh ngộ, kết nhân duyên cho bỡ lũ quyện cầu, anh còn chờ đợi đêm thâu. Đó là giọng kim, thầy còn giọng thổ. Rằng duyên kết bạn mình ơi, cái gì lơ lửng giữa trời, cái gì thấp thoáng ở nơi miếu thờ. Đó là giọng thổ. Theo nghiên cứu của các chuyên gia về âm nhạc dân gian của Hội Văn nghệ Dân gian tỉnh Quảng Ninh, hát đúm xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ 13, thời Lê Sơ, và chính thức được biểu diễn trong các lễ hội quan trọng tại đình, chùa từ thế kỷ thứ 16. Sau khi chùa Kiến Linh được tạo dựng ở Phục Lễ vào năm Thần Phúc thứ 2, 1563, trong quá trình phát triển, hát đúm gắn liền với phong tục văn hóa địa phương, góp phần làm phong phú thêm cho đời sống văn hóa tinh thần của người Việt trong xã hội xưa và nay. Hát đúm ở Quảng Ninh ấy, cái nguồn gốc thì tôi cho là cái nguồn gốc xuất xứ từ người nông dân qua những năm tháng làm ăn mệt nhọc, thì nó sinh ra cái phải có những lời ca tiếng hát cho nó tạo nên một cái không khí vui của những đôi nam nữ và những người làm nghề nông nghiệp. Cái giá trị của nó thì chúng tôi nghĩ này là trước hết là một cái sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Cái thứ hai nó mang cái dáng dấp truyền thống về văn hóa của dân tộc. Cái việc thứ ba là cái giáo dục ý thức và cũng có thể là tình yêu của đôi nam nữ. Đấy, nó bộc lộ ở những cái trên cái hát này. Rằng duyên kết bạn mình ơi, trầu này trầu tính trầu tình, trầu loan trầu phượng trầu mình trầu ta, trầu này tém tối hôm qua, chưa kính thầy mẹ anh chưa dám cầm, trầu này đãi khách truy âm, chưa kính thầy mẹ anh cầm sao đang, duyên kết bạn mình ơi. Rằng duyên kết bạn mình ơi, chầu này chầu tính chầu tình, chầu loan chầu phượng chầu mình chầu ta, chầu này tìm tối hôm qua, dấu cha dấu mẹ được phép mang ra mời chàng. Duyên kết bạn mình ơi. Qua hàng thế kỷ, điệu hát đúm uyển truyền, thâm trầm đã có sự gắn bó mật thiết, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất của người dân ven biển Quảng Ninh. Điệu hát đúm theo họ ra khơi thể hiện niềm tự hào với quê hương nơi mình sinh ra. Qua từng quãng giọng, ngư dân bám biển gửi gắm vào đó biết bao kỳ vọng về một năm mưa thuận gió hòa, để những người con khi ra khơi được thần biển, thần gió che chở, mang về đất lành những bẻ lưới nặng trĩu cá tôm. Này tiếng tung lưới, kia tiếng sảm thuyền, thanh âm nơi miền biển khi quyện hòa cùng khúc hát dân ca, sao bỗng trở nên dung dị, bình yên đến thế.
đến quê ta vắng cảnh mà không mang tình cảm mình yêu chiến khu đệ tử Đông Triều. Vịnh Hạ Long rung rinh được việc tàu ngược xuôi khoay nước lượn bơi, thuyền buồm gành trắng là nơi đoàn đưa quý khách khắp nơi du hành. Núi bài thơ soi mình sóng vỗ, nhìn sang ngang đầu gỗ thành thang, hòn gái nhà máy cơ quan vang tầm náo động nhịp nhàng phòng thanh. Đây sông Bạch Đằng nước xanh sóng bạc. Những bài hát này nó là những nguồn động viên cổ vũ trong phong trào lao động sản xuất của quê hương. Những bài hát khi những lúc biểu diễn cũng như là họp hành trong đơn vị thì được sự yêu quý của đồng đội. Hát đúng ngày xưa thì không bao giờ có nhạc, chỉ có hát tụng năm tụng ba, từng đám một gọi là hát đúng, đúng là tụng năm tụng ba, năm sáu bảy người, mười người. Thì trong khi hát này có cả anh chị em đấy, hát rất là hay. Nhiều những cái kỷ niệm mà buổi tối ấy, thì sáng trăng ấy thì một mình tôi ngồi ở nhà, thế tôi lại bà đem bài hát ra tôi hát thì tôi cũng thấy hay và tôi cứ ngấm dần. Rằng duyên kết bạn mình ơi, cái gì lơ lửng giữa trời, cái gì thấp thoáng ở nơi miếu thờ, cái gì nạc mẹ bơ vơ, cái gì chữa tôi đã nhờ cánh cây, cái gì nó thẳng như dây đồng hồ, cái gì phơi dao đồ bồ, cái gì gọt vỏ phơi khô để dành, cái gì lại đổ vào xanh, cái gì nó chín trên cành, thì anh bảo em duyên kết bạn mình ơi. Rằng duyên kết bạn mình ơi, ông sao nỡ lửng giữa trời, ông thần thấp thoáng ở nơi miếu thờ, gà con nạc mẹ bơ vơ, chim kia chưa tối đã vờ cành cây, hạt mưa nó thẳng như dây đồng hồ, kia phơi dao đồ bồ, sắn kia gọt vỏ phơi khô để dành, mỡ kia lại đổ vào xanh, du ra lo chín trên cành, anh sẽ bảo em đố anh giảng được rồi, em ơi ở lại theo anh cùng về, duyên kết bạn mình ơi. Duyên kết bạn mình ơi, rằng duyên kết bạn mình ơi, Hà Nam có tám xã phường, vận xưa nay đâu có hội xuân tưng bừng, trai tài lịch sử văn nhân, ngựa xe như nước áo quần như nêm, gần xa phường xã khắp miền cũng đều nô nức tới xem hội làng, vào chùa xem tượng mười tô, xem chuông mới đúc, xem có tinh tình, lửa đôi tay đại cầm tay, rằng duyên kết bạn mình ơi. Rằng duyên kết bạn mình ơi, rõ ràng xiêm áo phôi pha, phất phơ mơ bảy mơ ba dịu dàng, năm bước gấm như in cánh phượng, ngày hội xuân kéo nhuộm lên tươi, hoa xuân nay đã đến thời, chân đi đang nén miệng cười hàng trăm, mình sao con mắt na dăm, lông mày na niễu càng nhìn càng xinh, hội xuân nay đẹp như mình, đã hay tiếng hát lại xinh miệng cười, cũng là bởi tại duyên trời xui nên ta gặp mình ơi, hội này
cũng là nguyệt lão xe dây xe cho mình đây ta đây vuông tròn duyên kết bạn mình ơi. Một trăm thúng xôi, 1.000. Không chỉ thể hiện ước nguyện, tình yêu, niềm tự hào với mảnh đất nơi mình sinh ra, hát đúm có vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân Quảng Ninh. Còn bởi ở đó chứa đựng cả những khát vọng yêu thương, kết đôi, sinh sôi, phát triển. Được chủ nhịp bởi thể thơ Lục Bát, ca từ trong hát đúm được chọn lựa sinh động, linh hoạt, hóm hình, thể hiện qua các thủ pháp mượn câu, mượn chữ, trích đoạn, trích từ, ứng vận đối đáp. Lời ca càng sắc sảo, chứa nhiều ẩn ý, càng cho thấy sự thông minh, trí tuệ của người tham gia ứng đối. Cái hay nhất của hát đúm là cái tính nhân văn của nó hay. Cái tính nhân văn và cái ca từ. Không cần phải xem người nào có người hát hay, có người hát không hay. Nhưng người ta nghe là nghe cái ca từ. Cái ca từ đấy thì nó sẽ như cái kiểu một lời giáo dục. Ví dụ như lớp trẻ thì là ca ngợi tình yêu lứa đôi. Còn chúng tôi, những người trung tuổi như chúng tôi, những người già như các cụ thì ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi cái đấng, cái sinh thành của mình. Ví dụ như là, cũng như câu hát là anh đã có vợ con chưa mà anh ăn nói dối đưa ngọt ngào, mẹ già anh ở nơi nào để em đi vào hầu hạ thay anh. Khi nào nói đến tình yêu thì trước hết phải nói bố mẹ đã. Rằng duyên kết bạn mình ơi, bây giờ anh gặp nàng đây, tình chung đôi chữ là mấy trăm đường, khen ông tơ khéo tỏ tường, mà đem nhau đến giữa đường kết duyên, duyên kết bạn mình ơi. Gặp nhau ở quãng đường này, anh em thì vắng, mẹ thời thì xa. Lấy ai định liệu cho ta, mặt đà nhìn mặt, tay đà cầm tay, duyên kết bạn mình ơi. Duyên kết bạn mình ơi, may sao khéo gọi là may. Hữu duyên kỳ ngộ hôm nay gặp nàng, kim loan xanh với ngai vàng, đẹp đôi loan phượng tiền đường vàng nai, đôi ta đã đẹp duyên hài, tần tần nguyện ước nên dây tơ hồng, duyên kết bạn mình ơi. Rằng duyên kết bạn mình ơi, tình cờ lại gặp tình cờ, hồi xuân gặp bước bây giờ là may, hồi xuân này rồng mây hạnh ngộ, kết nhân duyên cho bỏ lúc nguyện cầu, anh còn chờ đợi đêm thâu, chiếc khăn bỏ đó đèn dầu không khêu, em thương anh mở khóa cửa trăm chiều, ngẩn ngơ dạ ngọc đắm chiếu nồng vàng, duyên kết bạn mình ơi. Duyên kết bạn mình ơi, may sao kéo gọi là may. Duyên trời đưa lại hôm nay gặp nàng, dù ai cho bạc cho vàng, không đằng trông thấy mặt nàng ở đây, dù ai cho nhẫn đeo tay, không bằng trông thấy mặt ngay bây giờ, duyên kết bạn mình ơi. Rằng duyên kết bạn mình ơi, em đi hội cả bước cũng may, duyên trời đưa lại hôm nay gặp chàng, chàng gặp em lại gặp chàng. Khác nào như thể phượng hoàng gặp nhau, em đi hội em cũng khấn cầu, ước gì ta lại gặp nhau chốn này, duyên kết bạn mình ơi.
hiểu được tính cấp thiết trong việc bảo tồn và đặc biệt là tình yêu dành cho điệu hát di sản. Những người cùng mang trong mình sứ mệnh truyền dạy như nghệ nhân ưu tú Phạm Thị Quyết và thầy cô trường trung học cơ sở Phong Hải, thị xã Quảng Yên vẫn luôn đau đáu về phương cách để đưa điệu hát đúng nặng nghĩa, giàu tình ấy đến được gần hơn với các em nhỏ, thế hệ tương lai của miền đảo Hà Nam này. Điều đặc biệt làm nên vẻ thu hút độc đáo của điệu hát đúng ấy là ở tính ứng tác, linh hoạt, xuất khẩu thành thơ. Phát huy được lợi thế, bên cạnh những lời ca cổ được ghi chép sưu tầm, thì hát đúng ngày nay đã vận dụng thêm những yếu tố gần gũi trong cuộc sống hàng ngày. Đây cũng là cách giúp loại hình nghệ thuật dân gian tiếp cận các bạn trẻ một cách dễ dàng hơn. Cùng với nội dung được ứng tác linh hoạt, phù hợp với đời sống đương đại, việc lồng ghép các tích truyện, câu đối, bài vè dí dỏm thông minh cũng là điểm nhấn thú vị khiến các bạn trẻ đang sống tại vùng đảo Hà Nam nói riêng và thế hệ măng non vùng biển Quảng Ninh nói chung vẫn luôn hào hứng, sôi nổi mỗi khi có cơ hội được tiếp cận loại hình nghệ thuật diễn xướng độc đáo này. Hát đúm là một loại hình dân ca đặc sắc, phản ánh đời sống văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân đảo Hà Nam. Nó gần gũi với lời ăn tiếng nói, với đời sống văn hóa của người dân lao động. Chính vì thế mà chúng tôi muốn đưa hát đúm vào truyền dạy ở trong nhà trường để giáo dục cho học sinh nét đẹp truyền thống của quê hương mình và tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên quê hương đất nước, và qua đó giữ gìn một loại hình trữ tình dân gian độc đáo, góp phần tôn vinh nét văn hóa của vùng đảo Hà Nam Quảng Yên. Được tiếp xúc với giọng hát đúm thì em thấy nó rất là hay, nhịp của nó ngân nga và nghe rất là dí dỏm. Em rất là tự hào khi ở Quảng Yên có giọng có hát đúm này ạ. Em thấy nó hay, giọng hát cao, lời dễ thuộc. Em và các bạn sẽ biết nhiều về quê hương lịch sử của mình hơn. Rằng duyên kết bạn mình ơi, thoạt vào tôi chào hội xuân, tôi chào quý khách xa gần ngồi chơi, ngả nghiêng bên nói bên cười, bên hút thuốc lá bên ngồi tà nóng. Tôi đây là khách lạ lùng, tôi chưa từng hát ở trong hội này. Hát hay cũng chẳng được hay, tôi xin quý khách ở đây đừng cười. Nhớ nhưng tôi có nhớ lời, thì xin quý khách đừng cười tôi chi. Rằng duyên kết bạn mình ơi, rằng duyên kết bạn mình ơi, tháng riêng ăn Tết ở nhà, tháng hai trồng đậu, tháng ba trồng cà, tháng tư thu đậu nấu chè, tháng năm đi chạy trở về làm ăn, tháng sáu buôn nhãn bán trăm, tháng bảy ngày rằm xóa tội vong nhân, tháng tám chơi đèn kéo quân, tháng chín đi chạy trở về làm ăn, tháng mười buông bấc bán bông, còn hai tháng nữa em không buôn gì. Duyên kết bạn mình ơi. Để những thanh âm dung dị, mộc mạc của hát đúm mãi ngân vang trên vùng biển, vùng trời Quảng Ninh, bên cạnh việc đưa làn điệu di sản đến gần hơn với thế hệ măng non, một trong những điều tiên quyết cần làm và đã làm rất thành công ở đây chính là việc thành lập và phát triển các câu lạc bộ hát đúm dân ca. Chẳng cứ đến khi có hội, cứ ngơi việc lao động hàng ngày, các thành viên thuộc câu lạc bộ hát đúm đảo thị xã Quảng Yên lại cùng quây quần, luyến nhà với những khúc ngân, quãng trầm của nguồn cội. Nam thì áo the khăn xếp, nữ lại áo tứ thân thắt đáy lưng ong. Dẫu ở cái tuổi trung tuần, nhưng vẻ rực rỡ từ thanh sắc trong câu hát đúm khiến tất cả họ
đều như trẻ lại, thả hồn mình theo nhịp khúc dân ca. Trước kia mà cô Thanh Quyết chưa thành lập cái câu lạc bộ này thì tôi cũng vẫn là lo lắng, là sợ là cái những cái làn điệu hát đúng này nó sẽ mai một đi mất. Thế nhưng mà bây giờ được cô Thanh Quyết là khôi phục và xây dựng lại cái câu lạc bộ hát đúng này để cho tất cả những cái lớp tuổi già và trẻ được hoạt động và đến tập hát và hát phục vụ cho các những lễ hội, là tôi rất là vui. Tôi vui là vì là đã có những người đứng lên khởi sắc và như thế là để như thế khôi phục lại những cái làn điệu hát đúng này nó không mai một đi. Còn trẻ thì tôi cũng bươn chải làm ăn, đến lúc tôi nghỉ ngơi bớt tham gia lao động nặng thì tôi rất thích làm sao là chủ nhiệm câu lạc bộ cũng như hội các hội viên câu lạc bộ cho tôi được vào hội để tham gia cùng mọi người hát, hát cho mình nghe và hát cho mọi người nghe. Từ chỗ đó luôn luôn cuốn hút tôi, thúc tôi vào câu lạc bộ hát đúng, luôn luôn học tập những cái làn điệu, những cái cử chỉ để hát và luôn luôn đam mê mà thích hát những cái làn điệu hát đúng này. Rằng duyên kết bạn mình ơi, dẫu trải qua bao biến đổi thăng trầm, câu hát mộc mạc da diết ấy vẫn được cất lên như minh chứng cho sức sống mãnh liệt và bền bỉ của hát đúm, một di sản văn hóa độc đáo của người dân vùng châu thổ Bắc Bộ, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia từ năm 2018. Chúng ta tin rằng với nỗ lực, tâm huyết của những người như nghệ nhân ưu tú Phạm Thị Quyết và bà con vùng biển Quảng Ninh, làn điệu dân ca hát đúm sẽ trường tồn, sống mãi trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào nơi đây. Dù thương dù nhớ cũng đành phải thôi, ra về anh dặn mấy lời. Nhớ câu thưa mẹ, nhớ lời trình cha, hẹn ngày ta lại gặp ta. Chắc rằng tình cũ mặn mà lại hơn, duyên kết bạn mình ơi. Rằng duyên kết bạn mình ơi, mặt trời đã sẽ về Tây, bên Nam bên Nữ chiếc tay ra về. Chờ Sơn Khê chàng chờ ra về, em biết nghĩ sao đôi ta đã chốt lời giao, chàng đưa ô lại thiệp trao non này, chàng về em cầm ở tay, em dặn nơi này nhớ nay đừng quên. Đôi ta nên hẹn lại nên, trăm năm em vẫn không quên nơi chàng. Phú thế là nghĩa đã vàng, em về em chỉ nhớ chàng hôm nay. Duyên kết bạn mình ơi.